báo thời tiết các tỉnh thành ngày 3 tháng 9 năm 2020. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Đà Nẵng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thành phố New York, Mỹ, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô London, Vương quốc Anh, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ.